Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương và thành phố, kính thưa ban trị sự giáo hội Phật giáo và đạo xã thành phố, kính thưa ban giám thị, ban tổ chức lớp và toàn thể quý vị giáo lý viên trong lớp mười một lớp cao đẳng hôm nay, kính thưa toàn thể quý vị nam nữ học viên có mặt trong cái lớp học ăn mặc thế hôm nay, thật là một điều vui mừng và phấn khởi khi đưa đến chân nhìn xuống toàn là các em học viên là sinh là học sinh của xã và các cả bạn đây học tập, tình nói thật là vui vui vô cùng vì đây là thế hệ trẻ là cái lớp măng non mà để thế hệ cho cái lớp trẻ già chúng tôi trả xuống, phải không quý vị? Quý vị có đồng ý điều này không? Đồng ý thì chúng ta đây là những giáo viên, những sinh viên, tất cả là những vị này là thế cho chúng tôi khi chúng tôi qua đời. Đây là một niềm vui hết sức vô cùng mà tôi phấn khởi, bởi vì tôi mong ước rằng sau này các em sẽ là những vị kế thừa, những vị giám thị, những vị là giáo viên viên, vị sinh viên, vân vân. Mặc dù là đi hè thay vì đi du lịch, đi coi phim, đi chơi game mà mấy em chịu vào đây học đạo, đây là một niềm hết sức là quan hỷ và vô cùng ngưỡng mộ. Để nhảy quá đến tinh thần các em quá quá quan hỷ luôn. Kính thưa toàn thể quý vị đồng đạo kính mến và quý vị các em học sinh kính mến, tôi được sự quan công của ban tổ chức lớp đến đây gặp gỡ và trao đổi với quý vị qua đề tài điều kiện vào đạo và nghi thức quy y, thì không biết nói gì hơn. Nếu có tinh thần hộ pháp và hiểu học Phật pháp của quý vị dân đạo cũng như các em học sinh, tôi rất ngưỡng mộ. Vậy lời nói đầu tiên tôi xin chân thành gửi đến quý vị lời thăm hỏi sức khỏe an toàn và lời chào mừng trân trọng nhất. Mời quý vị làm tài liệu ở trang 61 ra bài điều kiện vào đạo và nghi thức quy y. Để tôi chỉ căn cứ theo tài liệu của quý vị để tôi giảng cho quý vị dễ hiểu hơn, tôi không có nói dông dài như thứ ở bên ngoài cơ sở trật tự. Thì xin lưu quý vị, đầu tiên khái niệm trong điều kiện vào đạo đó, thì trong tài liệu có một đoạn: như một đứa con qua cái đốt lầm lỡ bỏ cha mẹ ra đi, bây giờ biết ăn năn xin qua về với tình thương và nương theo sự giáo hóa của Đấng Thiên Thần. Thì tất cả người tín đồ và giáo hoàng hậu chúng ta cũng như vậy, khi lúc chúng ta chưa hiểu đạo, chưa biết đâu là tội, chưa biết đâu là phước, đâu là thiên đàng, đâu là địa ngục và không hiểu thế nào là luật nhân quả, cho nên chúng ta mãi gây tạo ác nghiệp để rồi phải chịu những cái hậu quả khổ đau. Hôm nay chúng ta muốn quay về để tìm một điểm tựa tinh thần của giáo sư, chúng ta tìm được một con đường để chúng ta đi. Con đường đó là con đường đạo nhân, trước khi sống tức là hết chết. Thì xin thưa quý vị, vậy để tìm được một cái tôn giáo để mà chúng ta làm điểm tựa tinh thần thì chúng ta phải hiểu như thế nào? Mà Đức Thầy đã dạy cho chúng ta trong tài liệu có một đoạn: đừng thấy ai theo nói đạo nào trong đạo rồi vội vàng theo đạo ấy, mà chưa hiểu giáo lý ấy như thế nào, và cũng đừng thấy người ta thờ Phật rồi vội vàng là bàn thờ Phật mà chưa hiểu ông Phật thế nào, và tại sao ta phải thờ tướng Đức Phật? Nếu tu như thế, thờ Phật như thế thì càng tu càng thờ bao nhiêu càng rõ ra cho thiên hạ thấy rõ ta mê tín bấy nhiêu. Đó là điều cảm hóa mà thầy đã dạy trước. Vậy thì hôm nay tất cả quý vị cùng tôi đều có duyên lành gặp được Phật pháp và quy y với Đức Thầy. Quý vị có đồng ý điều này không ạ? Giờ tại cái thầy có biết duyên lành rõ được cùng niên chẳng qua phía trước thiện kiếm hữu phần đó, cho nên vì vậy chúng ta mới được là trở thành người tín đồ và con em tín đồ Phật giáo hòa hảo. Chúng ta có tự hào không? Tự hào không? Tự hào. Thưa quý vị, vậy thì để biết được cái điều kiện vào đạo như thế nào thì theo tài liệu quý vị căn cứ nhìn thấy có hai điều kiện. Một là điều kiện thứ nhất, có hai người cũng đậu phụ, tức là quý vị đã hoàn thành rồi, có người thân hoặc bạn bè muốn xung vào ha,
giáo lý, về nghi thức thờ phượng, về giới luật, về hiến chương giáo hội nhân dân. Xong người tín đồ nói như nào, nhờ hai người tín đồ cũ là tín đồ cái gì đó, quý vị bây giờ là tín đồ thực hành rồi, quý vị sẽ dẫn cái ban trị sự sở hữu này, nhờ ông trưởng ban này sẽ rất là ghi tên vào sổ đạo để cho cái người tín đồ mới này trở thành thực sự là người tín đồ Phật giáo và hảo là đệ tử của thầy. Và sau này tất cả chúng ta đều có kẻ tín đồ đó quý vị, ai không có kẻ tín đồ thì không được tự xưng mình là tín đồ Phật giáo và hảo. Sau này có người cấp một kẻ tín đồ Phật giáo và hảo từ 15 tuổi trở lên là được cấp. Thưa quý vị, sau khi đến ban trị sự thì ông trưởng ban trị sự của xã Mỹ Phước này sẽ đưa quỹ cương chỉ hành đạo. Quý vị biết cương chỉ hành đạo không? Quỹ cương chỉ hành đạo không? Để và đưa cho người tín đồ mới này hoạt động thể lệ cho cái người tín đồ mới này nghe, xem cái người tín đồ mới này có bằng lòng chấp nhận những điều kiện hành đạo đúng theo giáo lý tôn chỉ của thầy của mình không. Nếu cái người này đồng ý thì ông trưởng ban trị sự xã Mỹ Phước này sẽ ghi tên vào sổ đạo. Thì một là trách nhiệm hai người tín đồ cũ này phải hướng dẫn cách thờ phượng lễ bái giữ gìn giới luật tám điều đặc cấm dân dân và nhân dân, đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là quy y gián tiếp, cái đó là quy y trực tiếp không cái gì. Ví dụ bây giờ cái người này ở vùng sâu vùng xa, ở nước ngoài chẳng hạn, là bạn bè của quý vị, là người thân quý vị mà muốn xin được là tín đồ Phật giáo hòa hảo để tử của thầy chúng ta và muốn đi thì bây giờ quý vị có thể đi đi được rồi. Quý vị có thể là cũng tu sĩ hành đạo chấm nhắn nhân dân và hướng dẫn cho cái người bên kia đó người ta thờ phượng như thế nào mà đúng theo giáo hội của mình và hành đạo đúng theo tôn chỉ của thầy chỉ dạy. Rồi khi nào người đó có chuyện về, quý vị sẽ chắc ở đó đến ban trị sự xã mình muốn ghi tên thật sự ra để nhận công thật là tín đồ Phật giáo hòa hảo. Và khi người ta thờ quy y như vậy đó thì gọi là quy y gián tiếp, đó là hai cách. Còn cách thứ ba đây là không được gọi là điều kiện mà do tự nguyện quy y. Tôi nói ví dụ bây giờ một cái người này ở vùng sâu vùng xa, người ta không hiểu được người nào quen với ban trị sự hoặc là người nào là tín đồ để giúp giúp người ta trở thành tín đồ thật sự là Phật giáo hòa hảo và đệ tử thầy, thì với cái lòng tự nguyện cao độ ta hiểu biết được và qua sách báo và qua trên internet trên mạng gì đó, người ta tự lập ngôi thờ ba ngôi của quyền ngôi tam bảo và ngôi tổ tiên và tự đọc bài quy y và đều được của quyền và tự quy đi. Tôi nói ví dụ một câu chuyện như thế này, tôi kể cái gì nghe chia sẻ câu chuyện này là câu chuyện bên thầy, nhưng mà do các đàn anh của chúng ta kể lại, tôi chỉ đọc qua sách báo thì hôm nay chia sẻ lại quý vị. Thì câu tự nguyện quy đi cũng được đức Phật, đức thầy gia hộ và chứng minh. Thì câu chuyện kể ông này ông tên là Sắc Hoa, ông rất giỏi về tiếng Pháp và ông làm công việc chuyên cho quan đây. Thì ông tự hào tự đắc, ông nghe người ta đồn đức thầy của chúng ta là một vị Phật tái thế thì ông không có tin. Cho nên á quý vị biết không, thời cái lúc mà tay nó cai trị mình đó là nó không có cho mình ăn học, nó chỉ muốn danh ta đó là ngu dốt, cho nên nó mở nhà tù nhiều hơn là trường học. Và nó luôn đầu độc những cái vị giàu có, những cái vị quan to chức lớn mà theo đây đó là điều ma túy hết, nghiện ngập hết, giống như ông Hương Lộ Thành vậy đó. Thì ông Sắc Hoa này cũng trường hợp như vậy, cho nên ông không có tin đức thầy chúng ta là Phật. Một hôm ông tự nguyện, ông giái điếu ông thầy tư là thật sự là Phật, là cho ông bỏ đi cái cơn nghiện của ông ngày mai, nghĩa là mỗi ngày ông nghiện hai ba giác cái lúc gì phải hút. Thì ông nghĩ rằng là chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng thưa quý vị, qua ngày hôm sau cơn nghiện tái hiện của ông ngừng ngay.
Và ông còn chưa tin nữa, ông mới đem số cá phiện còn lại trong nhà, ông đem ra ông ngửi, ông hút. Thì quý vị biết không, ông bị buồn nôn và ói mửa rất khó chịu. Và ông đem đốt tất cả số cá phiện còn lại. Và ông tin tưởng và tự đặt hàng quy đi. Và ông tự nguyện đặt ba ngôi thờ và ông tự nguyện quy y xong, ông còn chưa tin nữa. Ông định đến gặp Đức Thầy để mà làm gì? Để thử Đức Thầy và nói chuyện với Đức Thầy bằng tiếng Tây. Bởi vì ông cho rằng Đức Thầy của chúng ta là hợp mức các bậc tiểu học thôi, thì làm gì biết được tiếng Tây. Thì xin thưa quý vị, sáng ngày hôm sau, ông xuất thuyền cho lính kèo lên tổ đình. Thì lúc bấy giờ ông thấy trước tổ đình người rất đông, và người nghe pháp, người thì đến cho thầy chỉ bệnh vân vân, và người đến xin quy y. Thì với cái lòng tự trọng của ông không muốn chen lấn vào gặp Đức Thầy. Nhưng mà thật ra từ lúc đó tới bây giờ thì giữa Đức Thầy và ông chưa hề gặp nhau, mà tự dưng Đức Thầy ở trong nhà gọi: này ông Sớ Khoa, ông đã đến rồi, tại sao không vào? Ông giật mình sững sờ, ông không ngờ Đức Thầy lại gọi đúng tên ông là Sớ Khoa. Hòa ra ngưỡng ngự chưa biết thế nào, thì Đức Thầy liền bảo: ông đã đặt bàn tự nguyện quy y rồi, Đức Phật Đức Thầy đã giúp cho ông rồi, ông đừng có lo. Thì ông vẫn đứng chết lặng và ông nghĩ thầm: trả lời tiếng Việt với ông Tư còn chưa được, thì lấy gì mà để nói tiếng Pháp bây giờ? Thưa quý vị, thì lúc bấy giờ ông bàng hoàng và sụp quỳ xuống lại Đức Thầy. Và Đức Thầy rầy ra bảo ông đứng lên và đừng có lại. Thì xin thưa quý vị, trước sự việc như vậy, ông xá Đức Thầy hai ba xá rồi, ông quay gót xuống tiền đi về. Và từ đó trở về sau, ông từ quan không làm chức quan với tay nữa, và ông nhất trí tu hành đúng theo tôn chỉ giáo lý của thầy, và ông đã được giảng sanh cực lạc. Thì qua câu chuyện kể, tôi được đọc và chia sẻ với quý vị, cho nên Đức Thầy chúng ta cho biết kẻ xa xôi có lòng ái mộ, xem thể này tu tỉnh tại nhà, hoặc là ta là hữu ảnh vô hình với dân lòng tưởng sanh trình đảo lai. Hôm nay chúng ta học ở đây, quý vị có tin tưởng rằng Đức Thầy chúng ta đang vui mừng lắm không? Có tin tưởng không? Có. Tại vì Đức Thầy chúng ta rất là vui mừng khi tất cả tín đồ của chúng ta đoàn kết, thương yêu nhau, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Đây là một mục đích cuối cùng để mà chúng ta được học đạo trọn lành, trọn sáng, rồi về cõi Tây Phương học đạo hoàn toàn, trở lại thế giới chúng sanh. Đây là điều mà Đức Thầy luôn mong mỏi, ước căn họ nhẹ mình có cánh đồng quá về được đạt một đàn. Cho nên Đức Thầy rất là vui mừng quý vị. Thưa quý vị, thì qua câu chuyện trên chúng ta thấy rằng tự nguyện quy y là một điều Đức Thầy rất vui mừng. Đó là do có lòng của mình không bắt buộc. Tính nữ thì nam từ 15 tuổi trở lên, không phân biệt trai gái, không phân biệt chủng tộc hay màu da, đều quy theo đạo Phật giáo hòa hảo được hết, do lòng tự phát nguyện của mình là thôi. Rồi bây giờ có nghi thức quy y. Thưa quý vị, vậy thì nghi thức quy y đối với đạo Phật giáo hòa hảo như thế nào? Đức Thầy chúng ta rất là giản dị, không cần phải làm cái lễ nghi quyền nói gì hết, chỉ cần có ba ngôi thờ trang nghiêm sạch sẽ, tức là ngôi của quyền thánh tổ, ngôi tam bảo, ngôi thông tiên, và những vật để cúng Phật là hoa tươi, nước lạ và nhang đèn. Tại vì sao? Đối với thầy chúng ta chỉ cần sự trong sạch từ tâm của mình, sự tinh khiết từ tư tưởng của mình và sự hành tâm của chúng ta mà thôi. Đó, hoa là tượng trưng cho sự tinh khiết, nước lạ là tượng trưng cho sự trong sạch, còn nhang dùng để bán mùi quét được. Còn mọi vật chi Đức Thầy chúng ta không cần, bởi vì Đức Thầy đã cho biết rằng đến với ta chớ đem đồ cúng, chỉ đem theo hai chữ thành lòng. Ta chẳng cần trà quả hương nồng, mong sinh chúng từ lòng thành hồn. Thì đối với Đức Phật cũng vậy, cái tâm của chúng ta là quan trọng nhất. Khi cầu, khi nguyện, chuyện gì thành tâm, đó là cái nghi thức quy y. Rồi
Bây giờ chúng ta quy y rồi mà chúng ta không theo đạo nữa. Vì sao? Có một đoạn trong tài liệu cái gì đó thì Đức Thầy cũng cho biết, nếu chúng ta không muốn giữ đạo thì phải cho người biết nữa hay, được bôi tên mình ra khỏi đạo. Không ai được phép xưng mình là người trong đạo mà lại không giữ được. Dù không bị bôi tên nhưng cũng phải chịu trách nhiệm việc làm của mình mà coi như người ngoại đạo. Đó là Đức Thầy dạy như vậy. Bởi vì sao? Đức Thầy cho biết tu không tu cũng không hồi tỉnh mặc tình ai trọng tỉnh hay chê. Và điều này Đức Thầy dạy năm 1939 và vẫn còn nguyên giá trị đến hôm nay quý vị. Tại sao? Tại vì chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước vẫn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do không tín ngưỡng của tất cả nhân dân và đồng bào cũng như tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Có nghĩa là bây giờ quý vị theo đạo Phật giáo Hòa Hảo, quý vị có quyền thôi và xin theo đạo khác, và đạo Phật giáo Việt Nam cũng có quyền xin thôi đạo Phật giáo Việt Nam và xin theo đạo Phật giáo Hòa Hảo hay là Cao Đài, Thiên Chúa, nhân dân, những tôn giáo mà được nhà nước công nhận có từ các pháp nhân. Cho nên đối với Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đó là rất dễ tu, dễ hành, mà mình khi đã quy y rồi thì phải cố gắng hành đi cái gì ạ? Vậy thì tại sao chúng ta phải quy y cái gì? Tất cả quý vị cùng tôi là những linh hồn chưa hoàn toàn còn đạo hạnh, cho nên đầu thai chúng làm người ở thế gian này là chúng ta phải bị chi phối bởi gì? Sanh lão bệnh tử hay còn gọi là thành trụ hoại không. Cái sanh, cái lão, cái bệnh, cái tử được đặt lên cuộc đời của người này đến người khác và đến người khác nữa, không hề thiếu sót một ai. Ngày xưa tôi cũng trẻ đẹp lắm quý vị, nhưng mà bây giờ tôi sao? Già, mặt nhăn, má hốt, đúng không? Rồi đây tôi sẽ làm gì nữa? Đến cái bệnh, rồi cái tử. Cho nên tất cả quý vị cùng tôi đều cũng như thế. Cho nên á, Đức Thầy xác định như thế này mà khuyên chúng ta, khuyên chúng sanh, khuyên giới, khuyên thần tìm nguồn bộ diệt trừ tứ khổ, bệnh giới tử từ kim quý cổ, sanh giới già hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca xưa ở lâu đài niệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Hôm nay quý vị cùng tôi á, đi nhiều bệnh viện, quý vị thấy biết bao nhiêu trăm ngàn cảnh già, cảnh bệnh, cảnh khổ, cảnh tử, mà có ai giác ngộ buông bỏ đi luôn như Thái tử không quý vị? Ngày xưa Thái tử đi có một ba cái thành thôi mà sao mà đã giác ngộ đi tu. Còn mình thì bây giờ sao quý vị? Tu sao? Khi lỡ khi bồi phải không? Khi lùi sủng không? Không có cặm xào gì chứ một bề lo tu. Mà thầy đức thầy xác định rồi, nếu tu như vậy là không có đắc đạo được. Việc tu quá tánh bắn lùi như cơm, thấy không? Bây giờ từ đây trở đi mình không có bắn lùi như cơm nữa không quý vị? Phải đáng trì trí để mà tu, tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ đến thở rồi mới hớn muộn màng. Đó rồi bây giờ chúng ta vì muốn sợ sanh lão bệnh tử để được giải thoát được cái bốn điều khổ này mà chúng ta quy y theo giáo lý của Đức Thầy và quy y của Đức Thầy để chúng ta nương tựa giáo lý giới luật để chúng ta làm gì? Chúng ta sửa cái thân khẩu ý của mình chuyển từ người nghiệp ác sang người nghiệp lành để chúng ta giải thoát khỏi cái cảnh sanh lão bệnh tử này về cảnh giới an lành, là cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đang trong chờ chúng ta. Ao sen báo cây phương đua nở sao năm giờ Phật chúng ta. Rồi vậy thì bây giờ chúng ta mới hiểu rõ được tại sao mình quy y. Vậy khi quy y rồi bây giờ mình phải làm gì quý vị? Trước tiên là chúng ta phải giữ gìn giới luật. Giới luật của đạo Phật giáo Hòa Hảo mình là gì quý vị? Ai biết? Tám điều răn cấm, tức là lời khuyên của đạo, phải không? Ai thuộc vô tay xuống công đức đọc mình nghe một bài nữa. Ai? Đâu ai đọc tám điều răn cấm được không? Vậy thì bắt vô tay. Đó,
tượng trưng cái hình dáng
vị Đức Phật, đó là cái hình của Đức Thầy chúng ta để đây chiêm ngưỡng, thì gọi là trụ trì thế gian Phật bảo. Còn trụ trì thế gian Phật bảo là những cuốn kinh luật của Đức Phật viết khi xưa được ghi chép để lại, và cuốn tu chỉ hành đạo và quyển sách giảng thế gian của Đức Thầy chúng ta viết để lại cho chúng ta theo đó để mà tu học, thì gọi là trụ trì thế gian Phật bảo. Đó ba là trụ trì thế gian Phật bảo chỉ cho những người tu hành chân chánh, nghiêm minh giữ gìn giới luật rằng là trong sạch, thì được nghĩ là trụ trì thế gian Tam Bảo. Xuất thế gian Tam Bảo là chỉ cho tất cả các vị Phật đã tu hành đắc đạo thoát ly ra khỏi cảnh khổ của thế gian này. Ví dụ như Đức Thầy của chúng ta, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Di Lặc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vân vân, là những vị Phật đã tu hành xuất khỏi thế gian này rồi chỉ dạy lại cho chúng ta tu học, thì gọi là xuất thế gian Phật Bảo. Xuất thế gian Pháp Bảo là những giáo pháp của Đức Phật, giáo lý của Đức Thầy, như pháp môn tịnh độ, pháp môn tu thiền, pháp môn đó là bát chánh đạo vân vân, dạy cho chúng ta tu hành đắc đạo giải thoát, gọi là xuất thế gian Pháp Bảo. Vậy thì chúng ta quy y thì phải ăn chay cúng lại và phải làm đúng theo những lời mà Đức Phật Đức Thầy đã chỉ dạy, thì chúng ta mới có mong ngài được đạt đạo giải thoát. Thưa quý vị, rồi bây giờ cúng lại ngày hai thời, Đức Thầy cũng dạy sớm với chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai. Rồi một điều nữa, còn gì nữa quý vị? Khi mà chúng ta ăn chay đó, tôi nói thế này, nếu mà ngày 14 chúng ta quên, bạn bè rủ chúng ta đi ăn hủ tiếu mặn, xong về nhà chúng ta nhớ lại chúng ta ăn chay là lặng mặn quý vị. Ai nói ăn chay đưa lên tay lên. Sao bất vậy? Vậy ai nói ăn mặn? Sai hơn. Có một người một ăn chay là đúng. Ủa? Cái lúc quý vị quên đó là tội vô tình hay là tội cố ý? Vô tình. Vô tình như vậy đó là có tội không? Không. Đức Thầy cũng còn có thể tha thứ, về nhà mình ăn mặn tiếp tục. Có đồng đạo nói với tôi vậy nè quý vị, lỡ ăn về ăn mặn luôn mình sao không buồn? Chỗ nào Đức Thầy dạy mình ăn buồn không? Không. Cho nên là phải ăn chay nha đồng đạo, đừng có nói lỡ ăn mặn rồi ăn mặn luôn là sai. Rồi đó, ví dụ cái ngày đó là hành chính đám cưới ta mời, ở nhà hàng không có làm đồ chay, vậy mình ăn chay ăn mặn, ai nói muốn nước đi về đâu, giơ tay lên người đó nói hay đó, ai nói đâu? À, mình uống nước ăn cái cây đi về, còn ai nói ăn mặn đâu? Sai nha quý vị. Tại vì sao? Còn có người nào nói ai đã gì ăn nấy, mình không có làm phiền hà ta, người nào nói cháu giơ tay lên cũng không được. Bây giờ lúc người ta đãi cái gì ăn cái nấy, lỡ người ta đãi thịt bò thịt chó mình ăn không? Ăn không? Không. Nếu mình ăn là có những người ngoại đạo, đúng không? Tại vì Đức Thầy xác định rồi không bị bôi tên, nhưng mà mình làm việc sai thì coi như mình là người ngoại đạo đó. Cho nên đồng đạo đừng có đổ thừa là tôi lại đó tao có đẻ trai, ta lại vì tôi ăn đấy là sai, hay không ăn cái cây đi về, ăn miếng rau câu đi về được không? Được, phải không? Bởi vì Đức Thầy dạy chúng ta trong qua hôn ăn tới là vì tình vì nghĩa, đồng đạo với mình thân bằng quyến thuộc với nhau, qua lại với nhau, cái nghĩa đồng bào, tình nghĩa với nhau đấu trả chứ không phải vì miếng ăn, đúng không quý vị? Đó, cho nên nếu chúng ta vì miếng ăn mà ăn cái gì ta đãi gì ăn đấy là sai à, thấy không? Rồi bây giờ giữ gìn giới luật nè, cúng lại một ngày hai thời nè, ăn chay bốn bữa nè, chay bốn bữa ấy là quy tắc của cái hùng chỉ giác chúng sanh. Rồi sớm chiều mình đắm chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời mình sai. Rồi tới điều gì nữa quý vị? Giữ gìn giới luật rồi, ăn chay rồi, cúng lại rồi, còn điều gì quan trọng? Hành pháp gì? Hay pháp môn tịnh độ cho ông làm tháo tay quý vị, hay quá. Đồng đạo chúng ta, đây là pháp môn căn bản mà tất cả đồng đạo chúng ta trong đạo Phật giáo Hòa Hảo cần phải ghi nhớ. Quên cái gì thì quên, chứ đừng có quên niệm Phật nhé. Không quên niệm Phật là sao? Ông nằm ở nước đó nghe không?
Cho nên vì vậy á, mình phải nhớ trong tôn chỉ thần đạo Đức Thầy dạy như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chứ quên, không đợi gì thời khắc, đúng không? Bây giờ nè, mình đi đi chợ mình niệm Phật được không? Đi làm ruộng mình niệm Phật được không? Rồi mình cúng lại được không? Rồi mình đi xa về trên đường ở trên xe mình niệm Phật mình cúng lại được không? Dễ không quý vị? Có điều là mình niệm thầm hay niệm lớn? Niệm thầm trong tâm nghe, đừng ngồi trên xe ta cái Nam Mô Ta Bà giáo chủ, cái ta hết hồn ta tưởng mình là tỉnh thẩn à nghe, đúng không? Đức Thầy dạy mình là phải niệm thầm trong tâm. Vậy thì tóm lại, cúng lại niệm Phật bất cứ nơi nào, ở đâu và thời gian nào, chúng ta cũng phải tri hành đúng hai thời công phu và phải niệm Phật. Để chi? Để giữ cho tâm mình được an định. Mà Đức Thầy đã xác định bộ phương pháp niệm Phật là để trừ đi cái vọng niệm của chúng sanh. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt, vì các trọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho khỏi lòng an lạc phiền não ngăn che, chân tâm mờ ám. Nên ai hãy thành tâm niệm một niệm Phật là sao? Liền một niệm chúng sanh. Vậy thì khi chúng ta không niệm Phật, trong tâm mình có bị quấy không? Có không? Có à. Ai nói không là tôi không chịu đồng ý đó. Cho nên á, mình mượn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, câu niệm Phật để diệt đi cái tư tưởng sai trái của mình. Mà Đức Thầy xác định là người hành đạo, sự đầu tiên của hành đạo là cốt trao sửa những tư tưởng. Nhắm thay vào những tư tưởng gì? Ta đứng những tư tưởng xấu xa, nhắm thay vào những tư tưởng gì? Ôn hòa đạo đức, thấy không? Vậy thì mình niệm Phật để chi? Để nương theo cái bản lai thanh tịnh của chư Phật, để lòng mình được thanh tịnh mà trạng tròn trước nhiễm trần ai, đúng không? Rồi tôi kể quý vị nghe một câu chuyện này nghe. Ai nghe rồi thì thôi, còn ai chưa nghe thì nghe. Tôi cũng đọc từ sách của các chị huynh trưởng chúng ta tiếp để lại cho đọc, và tôi chia sẻ với quý vị là bỏ ông Phật ở cuối cùng. Ở đây có ai nghe câu chuyện này chưa? Vậy quý vị đồng đạo vậy phải không? Vậy tôi kể nha. Thì lúc Đức Thầy còn ở tại tổ đình thuyết pháp, thì quý vị biết đó, ở ngày xưa mà đâu có xe ông ta, đâu có cùng lắm ai vào thì có được chiếc xe đạp, phải không? Còn là bơi xuồng thì bốn cái người chị đồng đạo này là nữ, bơi xuồng là từ A cầu Âm Phong á, đi qua tổ đình là nghe thầy thuyết pháp. Thì qua giữa đuôi cồn, quý vị ơi, sóng gió quá chừng, muốn chim xuồng. Bốn bà tôi niệm Phật quá chừng niệm luôn, niệm bất kể, niệm lớn niệm nhỏ, người nào mạnh ai mới niệm. Qua khỏi đuôi cồn, sóng yên gió lặng, quên niệm. Đến tổ đình đỉnh lễ của quyền, đỉnh lễ Tam Bảo xong lại sát thầy. Thầy nói mấy bà bỏ ông Phật có đuôi cồn phải không? Bốn bà hết hồn giật mình, nó bạch thầy. Lúc đó con qua sóng gió quá cùng con niệm Phật, cơ nhờ Phật độ qua cái con mừng quá con quên. Đức Thầy nói là niệm Phật thì phải niệm hoài hoài chứ không phải niệm nhớ lúc quên, phải không? Cho nên ở đây á, qua cái câu chuyện trên á, Đức Thầy dạy bốn người đồng đạo nữ này hay là dạy luôn chúng ta ngay bây giờ? Đúng rồi, đồng đạo nói rất hay, là Đức Thầy dạy chung cho tín đồ từ năm 1939 và tới bây giờ còn nguyên giá trị không quý vị? Cho vẫn còn nguyên giá trị. Cho nên quý vị cùng tôi phải ráng nhớ mà niệm Phật nghe chưa? Tại vì sao môn tịnh độ là phương cứu cánh, rác phụng hành, kẻo phụ Phật xưa. Đó, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật là công đức vô lượng. Và hôm nay quý vị mà ủng hộ được ban trị sự Bình Phú, mà mở được một cái lớp học đông đảo như thế này là công đức của quý vị vô lượng vô biên đó nghe. Cái này Đức Thầy nói chứ không phải tôi nói nha. Cả tiếng kêu cùng các chư tăng với tín nữ thiện nam Phật giáo nên cố gắng trao thân dịch đạo, hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thanh danh công đức Phật từ bi vô lượng. Bây giờ nếu không có quý vị đồng đạo và quý vị
con em học sinh chúng ta ngồi đây, tôi có được dịp đứng lên đây để truyền hình đặt giáo lý không? Có không? Nói ai nghe đây trời, đúng không? Vậy thì bây giờ qua các dịp vừa trên rồi, niệm Phật là chúng ta phải làm gì nữa quý vị? Đức Thầy cho biết nè, trong đường tu chúng sanh còn nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm, chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về khỏi Phật. Tam nghiệp là gì? Là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Ba điều này sanh ra mấy điều ác quý vị? À, 10 điều ác. Vậy thì cái ác thứ nhất là cái ác sát sanh. Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta ăn chay 4 bữa là hạn chế cho chúng ta được 4 ngày không sát sanh. Còn ăn chay trường sao quý vị? Tốt không? Quả tốt đi chứ còn gì nữa. Là chúng ta tự tuyệt được sát sanh, phải không? Đức Phật Thầy Tây An xưa bảo không sát sanh lòng thiện ta còn, lá chay thì chẳng ngọt ngon. Sao quý vị? Còn hết thú vị mà cơm chán máu hồng, phải không? Rồi cái ác kế là đầu, chúng ta niệm Phật mà chúng ta đi ăn trộm đồ của người khác được không? Không. Rồi giật tiền của người khác được không? Đó, cho nên nói chung là cái trộm cắp, cái gì mà gọi là đạo tặc nó nhiều lắm. Bây giờ quý vị đừng thấy việc nhỏ mà nó phải đạo tặc. Tôi nói ví dụ tôi đi ngang một cái đám dưa hấu chi của cái vị đồng đạo ta trồng mà ta không có đất, ta không có ra dự, thấy cái dưa ngon quá tôi bẻ cho nên tôi dọn lên vì ăn, cái này đạo tặc không? Đạo tặc. Rồi một đám ớt của ta thấy chín đỏ ngon quá lậu vào hái bỏ vào túi lên về nhà ăn tội không? Đạo tặc không? Đạo tặc à. Nói chung là cái gì mình gian dối trộm cắp lấy của người khác mà không xin đó gọi là đạo tặc. Mình niệm Phật mà mình làm vậy đúng sai cái gì? Sai. Đức Thầy ở đầu bổ vi nghĩa làm si xong chuyện, phải không? Còn đà dâm thì Đức Thầy cho biết đó, tất cả chúng ta là hạng cư sĩ tại gia học Phật tu nhân vậy, thì bây giờ cái việc vợ chồng, một vợ một chồng không được quan hệ thông dâm bất chính với người khác. Nếu người không phải là vợ là chồng chính thức của mình, quan hệ bất chính là tội tà dâm mà Đức Thầy cho biết ngàn dương dữ tà dâm đứng trước, phải không? À, cho nên vì vậy đó, gái lẳng lơ kiếm quyển đời đời qua có chủ, đừng có đèo vòng tình mới, đúng không? Rồi bây giờ tới khẩu nghiệp của chúng ta có mấy điều ác quý vị? 4 điều ác. Đầu ghê gớm, cái lưỡi chúng ta nó nhiều đường ngặt léo lắm, phải không? Cho nên Đức Thầy cho biết là ác khẩu của các trò nặng nề hờn hợt. Ác khẩu là những tiếng gì? Những tự chửi rủa, phải không? Có nhiều người rủa con ghê luôn quý vị. Quý vị có từng nghe bị rủa không? Ta rủa không? Có, tôi nói ai mà có từng nghe. Bên nhà tôi nghe liền liền luôn, nghe hoài hoài lên buổi sáng tới buổi chiều buổi trưa luôn. Rồi cái lời đó là không nên nói gì. Rồi có gì nữa quý vị? Ỷ ngôn là cái lời nói của mình, ỷ mình khôn ngoan, mình biết chữ. Rồi mình chê người ta dốt nát, ỷ mình giàu có tiền, người ta đến xin mình đúng hết, mình chửi mắng người ta không cho, còn lại cứ dễ tội không? Tội. Cho nên vì vậy tôi nói với quý vị, mình làm phước đó là phải từ cái tâm ý, từ cái ngôn ngữ, từ hành động, từ cử chỉ của mình. Cái người đến xin mình là người ơn của mình đó. Nếu quý vị có thấy người ta xin mình có phước không? Không. Cho nên người ta xin mình là mình có phước, là mình nên nhớ là người đó là người ơn. Nói chuyện mà nhỏ nhẹ, dịu dàng, nó vui vẻ, tánh thường lưu, dễ nặng, vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo, phải không? Cho nên chúng ta đừng có tập đánh mà cái mặt hở với nhau như này, dơ chẳng hờn là lúc đó có người mà kẻ xấu như vậy, xấu quá chừng đi, phải không? Mình nở một nụ cười với nhau phải có thiện cảm tinh thiện không? Đó, cho nên vì vậy mà chúng ta phải nói những lời nói dịu dàng trong sạch, khi thoát ra trong chánh hiền từ tin lượng thì thường có bất dư bằng nghiệp ác thì quả hơn đeo đắm. Chúng ta nên nói những lời dịu dàng trong sạch, phải không? Rồi có gì nữa quý vị? Lưỡng thiệt là gì? Là lời nói hai chiều. Cái lời nói này ghê vậy, phải không? Bây giờ tôi với ông Phan Ngay nói vừa lộn nhau,
thay vì đồng đạo lại nói anh ba ơi vô đi bỏ qua đi à, đồng đạo mình nói có lỡ lời chút rồi bỏ qua thì chị Kim đi cái lại tôi nói chị Kim nói thôi bỏ qua đi giữa anh với chị cũng là giống như Kim với sao đừng có gây gỗ nhau người ta cười thấy không đã cho câu với anh ba đây hòa lại không đâu lại nói anh ba ơi chị Kim mới chửi anh thêm nữa kìa thấy không cho anh ba này đó là lửa đang cháy đổ thêm thùng xăng nữa là sao cái vậy à thấy không là cái lại là tôi nói trời mà ngày mới chửi chị quá chừng luôn rồi đổ thêm luôn thùng xăng nữa sao vậy cái nhà cái lớp đạo tràng này chắc tóc nó cháy thanh hết chưa thấy không cho nên á mình không có dùng lời đâm thật tôi nói ngày xưa câu chuyện mà đơn đụng tính với lại La Thành với Trần Giáo Kim quý vị có nghe câu chuyện này không trong cái buổi tiệc nhậu á ba người này là ba anh em kết nghĩa thân với nhau với đất á thì ông Trần Giáo Kim ông lại á ông kề tay nó nhỏ với đơn tính nó nói này đại ca nhị ca La Thành nói á, anh đừng có ý đến mà lên qua dịu nhỏ bữa nào á nhị ca quánh anh không còn còn cộng râu nhỏ anh không còn cộng râu đơn đồng tính nghe nói trời mắt nhìn La Thành Trần Giáo Kim qua nói với La Thành á nhị ca đại ca nói anh nhỏ mà đừng có dụ khoe khoang tài cán hơn nào đại ca quánh anh gãy không còn cái răng La Thành trợn mắt nhìn đơn hồng tính sau đó hai người kiềm chức với nhau mà không còn anh em nữa mà cuối cùng La Thành tìm kế giết chết đơn hồng tính quý vị gì thấy cái lời luận thiệt của ông Trịnh Giáo Kim nguy hại không quá nguy hại không cho nên vì vậy phá tan tình nghĩa bạn bè anh em với nhau và giết đi một mạng người thì quý vị thấy đó hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta đó là cái luận thiệt là nó nghiệp lắm cho nên mình niệm Phật mình ăn chay mà mình không giữ được cái khẩu nghiệp của mình thì ăn chay niệm Phật vô ích quý vị chay được tấm chay tâm mới quý chứ ăn chay cái miệng bề ngoài nó mới ho gì hết trơn á rồi tới thân nghiệp là tham lam sân nộ mê si bây giờ quý vị có tham không quý vị ai mà nó không tham là tôi cũng chịu nha tôi cũng tham phải không nhưng mà mình tham tùy theo cái tham tôi tham đi học đạo tôi tham đi niệm Phật tôi tham làm những chuyện từ thiện tôi tham giúp đỡ mọi người được không à cái tham này là điều gì cực lạc đó nghe còn cái tham gì tham danh tham tiền tham danh tham lợi là làm sao cái tham này đi đâu đi về địa ngục phải không cho nên vì vậy đó Đức Thầy dạy muốn trừ tham phải liệu cách nào phải bố thí việc lòng ích kỷ là những cái lòng tham lam của mình đó thấy sao của người thèm thô nước miếng tính làm sao tìm cách lấy đi phải không cho nên vì vậy mà chúng ta muốn diệt cái lòng tham của mình phải bố thí lấy của mình cho ra để diệt đi cái lòng tham của mình thì cái niệm Phật của chúng ta mới có kết quả rồi bây giờ mình diệt được tam nghiệp rồi thì Đức Thầy cho biết sao ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp lắm buồn chứ và tiếp dẫn cho phải không rồi tới niệm Phật thăm quý vị luật tử di đà giữ tứ âm vậy thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo có mấy âm quý vị mấy âm à đúng rồi bổn âm anh tổ tiên cha mẹ anh đất nước anh tam bảo anh đồng bào mà nhận lời mình làm con đã có hiếu với cha mẹ tổ tiên thân bà của mình đó như mấy em học sinh bây giờ nè quý vị làm gì trước nhất là quý vị muốn đền ơn cha mẹ của mình đó là các con phải cố gắng học giỏi cho cha mẹ vui lòng không được chơi lười biếng đi chơi theo bè bạn hút chích chơi game đó là điều mà cha mẹ rất buồn con cũng chả hiểu cha mẹ là phải về nhà giúp đỡ cha mẹ lớn lên rồi phải để cho mẹ cha mẹ dạy bảo nghe lời theo cha mẹ đó là có những gì ngon phải cho mẹ cha mẹ ăn ông bà ăn đó là cái hiếu ở hiện tại thế gian này nếu ai biết thử tu trì cha mẹ còn sống thì cho ăn rồi khi cha mẹ qua đời là chúng ta phải biết tu để cầu cho cha mẹ được siêu sinh về cõi thọ mình có tu mình cầu mới có kết quả bởi vì Đức Thầy xác định rằng mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu phải không cho nên chính trong gia đình con cháu của mình tu cầu cho ông bà cha mẹ mình mới được siêu sanh đó là đền ơn tổ tiên cha mẹ
Rồi ăn nước nước. Hiện nay các em học sinh là còn nhỏ, nhưng mà các em cố gắng học để trở thành một nhân tài giúp ích cho đất nước, giúp ích cho dân tộc, cho đồng bào, cho xã hội chúng ta. Đó là chúng ta đền ơn đất nước. Thì quý vị thấy hiện nay đó, các em trẻ thi Olympic nè, các em trẻ ra nước ngoài thi được giải nhất nè, rồi các chị vận động viên thi được giải nhất, đem vinh quang về cho đất nước. Đó là gì? Là chúng ta thấy các em đó là họ đang đền ơn đất nước đó. Còn ngược lại, chúng ta đi hút chích xì ke ma túy để rồi bị tù tội, đó là đi chơi game rồi học hành không ra gì, cuối cùng có đứa nhảy lầu tự tử. Quý vị thấy quan cũng không, ra mẹ đẻ mình ra nuôi mình lớn cho mình ăn học, rồi mình chơi như vậy hại hay lợi, lợi hại quá hại. Các em nên tránh điều này. Tôi nói thật, quý vị dùng mạng internet là rất có lợi, nhưng mà phải biết. Bây giờ tôi chỉ cho các em cái lợi này. Thứ nhất là về anh văn, thứ hai là về ngữ văn. Các em lên đó các em sẽ đọc được những cái bài văn mẫu qua những thầy dạy tiếng Anh, qua những thầy dạy toán rất là giỏi. Tôi nói thật với các em đó, tôi học tiếng Anh từ lên mạng là nhiều, chứ ở trường nhà thầy cô dạy không được bao nhiêu là hết giờ, mình già mình ngò theo không có nổi. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ với các em, đừng nên coi game, mà hãy xem các cái chương trình của các thầy, người ta dạy miễn phí không mà các em bắt lên mạng, chỉ cần các em cần cái gì là người ta dạy các em hết trơn. Các em cứ coi đi, rồi các em sẽ giỏi văn, giỏi anh văn, giỏi toán, sẽ trở thành một học sinh giỏi để đền ơn cha mẹ và đền ơn đất nước. Rồi ông Tam Bảo, thì hôm nay tất cả quý vị ngồi đây học để hộ pháp, đây là quý vị đang đền ơn Tam Bảo. Rồi ông đồng bào nhân loại là quý vị bố thí, quý vị góp tiền cho ban trị sự cơ sở của mình phú này, cất nhà, xây cầu, bồi lộ, đất đường, cho đất cho gạo tình thương. Thì đó là những cái câu chuyện mà rất nhiều tín đồ giáo hòa hảo chúng ta làm, và làm hết các việc từ thiện, tránh tất cả các tiền đồ, các điều đồ khác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch. Đó là chúng ta đang đền ơn đồng bào. Còn nhân loại là những người ở trên thế giới như Mỹ, Úc, Nhật, Trung Quốc, thì cái đức bảo luật sống thành của Nhật, Trung Quốc, tất cả đồng đạo chúng ta cũng đóng góp tiền cho mặt trận tổ quốc Việt Nam, gửi bến, gửi qua sang bên đó để ủng hộ những gì mà nhà cửa bị là nước cuốn trôi. Thì đó là đền ơn đồng bào và nhân loại, cái đó là đền ơn nhân loại. Thì bốn cái ơn này chúng ta thực hiện được thì mới trọn vẹn trong bước đường tu của mình, là một tu căn bản của người tín đồ Phật giáo và hảo. Thì thưa quý vị, hết giờ tôi giám thị, tôi nói hoài nó hết giờ quá, còn nhiều tôi nói hoài hết giờ, ráng chịu nghe. Lớn chưa? Làm hút cho nó quý vị đồng đạo. Thì xin thưa quý vị, là một người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta phải làm sao được sáng danh đạo, rạng danh thầy thì mới xứng đáng là người tín đồ Phật giáo hòa hảo, hoặc con em tín đồ Phật giáo hòa hảo. Tôi chia sẻ với chị một câu chuyện là thực tế luôn. Tôi đi đường từ Cần Thơ về tới nhà tôi, trên đường đi hai cái vị đồng đạo này tôi biết là đồng đạo không phải là tín đồ Phật giáo hòa hảo. Hai người ngồi trên ghế tôi bình luận rất nhiều về tín đồ Phật giáo hòa hảo chúng ta qua trận dịch bệnh Covid-19. Thì cuối cùng tôi chỉ dọn dẹn kể cho quý vị nghe là người ta nói như thế này: đến giờ phút này, trong lúc nguy khó dịch bệnh Covid-19 thì mới thấy rõ đạo Phật giáo hòa hảo, những người tín đồ chân tu tâm đạo rất thương người và có một cái tinh thần hỗ trợ tương thân tương ái rất là sâu sắc. Lá lành đùm lá rách, ở nơi nào cách ly mà có tín đồ Phật giáo hòa hảo, nơi đó có mì, có tôm, có trứng, có là rau cải, có gạo, thuốc men đầy đủ. Nơi nào xa thì rất thiếu thốn, mặc dù nhà nước vẫn lo, nhưng quá nhiều nhà nước lo không sợ gì.
Do nên tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta đã góp công góp sức để ủng hộ cho những người đó là đang bị trong cái hoàn cảnh dịch bệnh mà bị cách ly. Cho nên người ta khen đạo Phật giáo Hòa Hảo của mình và tôn trọng người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo của mình. Mình nghe như vậy mình có mừng không quý vị? Mừng không? Mừng trong cảm ơn tay quan tâm tinh thần của đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Vậy thì điều này chúng ta có cần phát huy không? Cần phát huy để làm sáng danh đạo rạng danh thầy. Chúng ta phải tích cực cần kiệm sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, không để vi phạm pháp luật. Là một người tín đồ chân tu tâm đạo thì phải là một người công dân tốt, từ đó chúng ta mới góp phần làm sáng danh đạo rạng danh thầy. Còn bây giờ nếu ngược lại mà quý vị đi ma túy, đi bán xì ke cho các em học sinh nó hút để nó bị nghiện ngập, điều này sai hả đúng? Sai. Đức thầy có cho không? Vậy đức thầy cấm, pháp luật có cấm không? Nếu vi phạm thì sao? Bị tù có khi tử hình nữa nó nghe quý vị. Cho nên vì vậy chúng ta cần phải hiểu rõ giới luật của đức thầy dạy như thế nào. Chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành, mà chấp hành giới luật là chúng ta không vi phạm pháp luật. Đó là điều quan trọng. Cho nên cái lợi ích của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà hành đúng hành đi theo tôn chỉ của đức thầy chỉ dạy thì về mặt đời được chính quyền nhà nước khen tặng, rồi bằng khen và mọi người xung quanh có thương yêu kiều mến mình không? Có. Rồi gia đình sẽ được hạnh phúc, con cái ăn học thành đạt và chúng ta trong tương lai sẽ được đạt đạo giải thoát về cảnh giới an lành. Đó là cái lợi ích mà người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo quy y hành đi theo lời thầy dạy. Còn ngược lại thì sao quý vị? Mình hành không đi sao? Tức là làm trái lời thầy dạy. Ví dụ thầy cấm đi buôn ma túy thì mình đi buôn ma túy. Thầy cấm mình tà dâm, mình phạm tà dâm. Rồi có vi phạm pháp luật không? Có, phải không? Vậy thì có được nhà nước, xã hội công nhận là người công dân tốt không? Rồi ban trị sự có công nhận là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo công nhận không? Còn, cho nên đức thầy đã xác định rằng giảng kinh đọc tụng chiều mai làm theo lời chỉ ngày này gặp ta. Ngược lại, ai mà ta dạy chẳng dân thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Thì qua câu chuyện này tôi kể quý vị nghe một câu chuyện với thầy. Thì khi lúc đức thầy còn ở Thái Tổ Đình đó, bên cạnh nhà của đức ông đó, có ba cây dừa. Thì đây cũng là một câu chuyện trong sách tôi đọc và chia sẻ với quý vị chuyện bên thầy nữa quý vị. Chứ tôi đều có chứng kiến cao quá đi, cho nên đức ông thấy sợ ngã vào nhà sập nhà. Đức ông mới nhờ một đồng đạo đem cưa lại đang đốn ba cái cây dừa này. Thì đức thầy ra bảo này ông cả, ông đừng có đốn ba cây dừa này. Để đức ông hỏi sao vậy? Đức thầy nói sau này có một thời gian tôi vắng mặt rất lâu, rồi tôi sẽ trở về đây và một số tín đồ đến đây thăm tôi đông lắm, và có một số người không nghe lời tôi dạy và không được tôi chấp nhận là tín đồ nên ra đặt đầu vào cây dừa đường chết. Đây là câu chuyện bên thầy đó. Thì xin thưa quý vị, thầy có biết rồi, ai mà ta dạy chẳng dừng thì sao đừng trách mất tình yêu đương đó. Bởi vì sao? Bởi vì đức thầy hứa thế này là quý vị, ít lâu ta cũng trở về khuyên cùng bổn đạo chớ hề làm sao. Hoặc là ai người tâm đạo từng con phụ thầy. Cho nên hôm nay quý vị đến đây học để chi quý vị? Tìm hiểu nghĩa, nghe cạn lời chứ khó mờ hồ. Tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo, học để hiểu, để hành, để làm được những gì mà đức thầy đã chỉ dạy. Thì tóm lại, tất cả đồng đạo chúng ta quy y thì khá lành tin, giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Thì cuối trong cái tài liệu quý vị có một mẫu chuyện năm 1940. Khi đức thầy thuyết pháp tại Tổ Đình,
thì có một số tín nữ đến nghe thầy thuyết pháp. Thì đức thầy mới hỏi: các bà từ xa tới đây hẳn là bộ đạo, chắc là có quy định. Thì một bà trong đoàn hơi lớn tuổi đứng dậy cúi đầu thưa với thầy: bạch thầy, chúng con đã quy y đồng đạo, không theo đức Phật cả để tu hành, được lắm, biết đạo là điều quý. Nhưng phần đông từ trước đến nay quy y là để đi, không hành theo đạo. Bây giờ mấy bà quy y thì phải làm đi, phải sửa mình, trao tâm và niệm Phật. Thưa quý vị, qua câu chuyện này đức thầy phải dạy có mấy người này hay dạy toàn thể tín đồ chúng ta, dạy toàn thể tín đồ chúng ta trong đạo quy y thì khá làm đi, giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời. Thì cuối cùng trong cái tài liệu thì có hai câu hỏi. Một là quy y là gì đó quý vị? Quy là về, là về đâu? Về của Phật. Y là danh lời theo thương mẫu. Quy y có nghĩa là làm đi những lời đều Phật dạy, Phật từ thiện cách nào thì ta dạy, ta phải từ thiện cách nấy. Phật tu cách nào đã tạo rồi thì ta phải làm theo cách nấy. Còn điều kiện thì có mấy điều kiện quý vị? Hai điều kiện. Một là quy gián tiếp, hai là quy y trực tiếp. Bác tự nguyện quy y thì chỉ điều kiện có hai thôi, trực tiếp và gián tiếp. Còn phần tự nguyện đó là phần của chính bản thân mình, mà điều đó tự nguyện nó rất quý, bởi vì cái lòng tự nguyện nó mới mà phát xuất cái sự thành tâm mà mình tu học thành đạo, nó bền vững hơn cái là sự bắt buộc. Hãy thưa quý vị, vậy thì cuối cùng trong buổi chiều hôm nay tôi gặp gỡ quý vị đề tài điều kiện vào đạo nghi thức quy y đến đây là kết thúc. Tôi mong rằng toàn thể đồng đạo chúng ta hôm nay học cái lớp học này phải trọn vẹn, không nên nhất để làm mất sự số. Và khi nhớ rằng mình đã quy y thì phải hành đi, giữ lòng thanh tịnh, từ bi giúp đời, và nhớ rằng hãy mau chân bước tới trong khoa hội cầu Phật hòa vui cõi cải lòng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Xin trân trọng kính chào. Quý vị vừa qua nghe lớp đi viên viên giảng từ truyền đạo, cái âm có tốt như vậy, cái bài giảng rất là phong phú lên. Một là trực tiếp quy y, hai là gián tiếp quy y, ba là tự đà gặp thái trên đường truyền giáo ngày càng tốt hơn. Tôi đọc tay quý vị. Kính mời quý vị nghỉ ra đâu mà 5 phút. Bà phải lần nữa vậy mà chớ dần lạc sắc gì ai ai là sao đi xa thầy cũng dặn là bà thân em thầy cũng thể nào như vậy bố con đều lặn cuối đầu bái tạ đồng ý Phật trời. Gió chiều nặng nhớ ông thường hàng cơ nhảy ngát lời sai có ba trên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa quý vị và quý vị đồng bào, tiếp theo đây em xin thành lòng đọc lại bài Phật Nam. Yeah, I love you.
một canh mướp thôi gì á, mướp bao bầu mướp mướp nấu mớp, mớp. Nước ngọt chiều nấu súp. Dạ. Nam mô Bổn Sư